Hello guys, xin chào mọi người đã quay trở lại với series Grammar Files. Ở bài học ngày hôm nay mình sẽ cùng nhau hoàn thành unit number 13, Modules 1. Vậy thì hôm trước mình đã cùng nhau hoàn thành những nội dung gì? Thì hôm trước mình đã hoàn thành được part A và part B. Part A là context listening và part B là phần tổng hợp kiến thức ngữ pháp liên quan tới với cái gọi là động từ khuyết hiếu, đúng nào? Thì mình đã cùng nhau học qua những cái động từ khuyết hiếu miêu tả ability, khả năng, năng lực, hay là possibility là một khả năng, một cơ hội xảy ra hoặc là một phỏng đoán, và những cái thay thế cho động từ khuyết thiếu, đúng là khi mình sử dụng những cái trạng từ để thay thế cho những động từ khuyết thiếu như là alternatives to models. Và chúng ta cũng học cái cách để mà mình diễn đạt những cái ý, những cái quan điểm của mình trong bài luận, làm sao nó thật là mềm mại, uyển chuyển và tránh cái sự chủ quan, đúng chưa? Sounds good. Hôm nay chúng ta cùng nhau đến với cái phần thứ ba, đó là grammar exercises như thường lệ, để mình khép lại bài học ngày hôm nay, khép lại unit number 13, Modules 1. Are you ready? We get started into our lecture today. Question number 1, underline the most suitable words. Sometimes both opinions are possible. Gạch chân dưới cái từ mà nó phù hợp nhất, và đôi khi thì cả hai, I'm sorry, both options, cả hai cái sự lựa chọn đều có thể chính xác. Và bây giờ nếu mọi người muốn dừng cái video tại đây để chúng ta tự làm cái bài tập này thì mọi người hãy cứ thoải mái dừng nhé, sau đó là chúng ta cùng nhau xem tiếp. Ok, number one, he's a concert pianist and he can or he manages to play all Beethoven's sonatas. Để chúng ta nhìn thấy rằng là ở đây mình có hai option, một là can và hai là manages to do something. Vậy thì khi mà giữa hai option này, tại sao chúng ta lại chọn can, thì mình được quay lại bài học hôm trước. Đó là khi mà thể hiện cái ability, cái khả năng, năng lực khi mà mình muốn diễn đạt ở thì hiện tại hoặc thì quá khứ thì mình sẽ hay sử dụng can hoặc could. Còn khi nói về cái thì perfect là hoàn thành và future là tương lai thì mình sẽ hay sử dụng be able to hoặc là manage to. Và vì ở đây nó là thì hiện tại thì nên là nó sẽ là can thay vì là manages to. So far so good. Perfect. Number two, when I lived in a small town, I was able or I could work almost everywhere, but now I can live or but now I live in a capital city. I need a car. Vậy khi mà tôi sống trong một cái thị trấn nhỏ thì mình nhìn thấy rằng là khi mà mình sống trong một cái thị trấn nhỏ thì nó là quá khứ, đúng không nào? Vậy thì thông thường khi mà những cái thì ở hiện tại hay là ở quá khứ, đúng không nào? Present và past thì mình hay sử dụng can hoặc could nhiều hơn. Tuy nhiên thì thực ra là cả hai đáp án nó đều chính xác. Nhưng mà could thì nó it is preferred, could is preferred. However, both options are correct. Cả hai đều chính xác. Was able to hoặc là could work đều đúng, nhưng mà could thì nó sẽ sounds natural. Thì tôi đã có thể là đi bộ, đúng nào, đến tất cả mọi nơi, nhưng bây giờ tôi sống ở đô thủ đô nha, thì nó sẽ cần một cái ô tô để đi lại mà rộng lớn hơn rất là nhiều. Tiếp theo chúng ta có số 3, they worked all night and could or managed to finish the report just in time. Họ làm việc cả đêm mà họ chỉ có thể là nộp được, hoàn thành được cái bản báo cáo đó vừa kịp lúc, vừa đúng lúc, không có bị trễ. Vậy thì khi mà mình thấy rằng là nó chia là worked, đúng là ở trong quá khứ, thì mình nhìn thấy là thường thì quá khứ mình sẽ hay chia là could finish. Nhưng ở đây thì nó lại muốn nhấn mạnh đó là một cái specific situation, một cái tình huống cụ thể ở trong quá khứ, là họ chỉ có hoàn thành cái bản báo cáo đó just in time, là vừa kịp lúc thôi. Thế nên là mình sẽ dùng managed to, mình sẽ khác với số 2. Số 2 thì nó là chung chung, là I could work. Nhưng ở đây thì người ta muốn nhấn mạnh đấy là một cái tình huống cụ thể, nó là một cái specific occasion, một cái tình huống mà chỉ xảy ra duy nhất một lần thôi. Nó không phải là xảy ra ngày nào cũng xảy ra trong quá khứ, không phải là ngày nào nó cũng lặp đi lặp lại trong quá khứ, mà nó chỉ xảy ra đúng một lần ở trong quá khứ là đêm qua. Does that make sense? Perfect. Và tiếp theo chúng ta sẽ có the protesters didn't manage to or couldn't persuade the president to change the law. Là những cái người mà họ đứng lên biểu tình á, thì họ không thể nào mà có thể thuyết phục được người thủ tướng hoặc người chủ tịch nước thay đổi cái quyết định, thay đổi cái luật pháp.
Vậy thì khi mà người ta không thể thì mình có thể dùng cả couldn't và didn't manage to, cả hai đều ok, thể hiện một cái gì đó trong quá khứ, đúng nào, là không thể mà thuyết không thể nào thuyết phục được. Thì cả hai đáp án đều chính xác. Both of the two options are possible. Number five, next year she can or she will be able to join a club, but she's not old enough yet. Năm tới thì cô ấy có thể gia nhập vào câu lạc bộ nhưng mà bây giờ thì cô ấy chưa đủ tuổi, đúng không? Thì rõ ràng là mình đang thể hiện là next year là trong tương lai. Vậy khi mà mình muốn nói tới một cái gì đó trong tương lai thì mình sẽ sử dụng be able to or manage to. Khi mà muốn nói tới perfect or future forms, đúng là thì mình sẽ dùng là will be able to. Can thì nó cũng có thể là được sử dụng, đúng không? Nhưng mà can nó được sử dụng thì nó sẽ mang cái nét nghĩa là gì? Cho phép, đúng là cô ấy được cho phép để tham gia câu lạc bộ. Đó, thì can is being used to give permission. Nhưng mà ở đây thì đúng hơn thì sẽ là will be able to. Còn nếu mà mình dùng can thì vẫn ổn, vẫn ok. Bởi vì là trong văn nói, ấy, trong tình huống thực tế mỗi ngày của mình ấy, thì mình vẫn sẽ dùng từ can. Nhưng mà về mặt lý thuyết thì mình sẽ dùng will be able to. Ok, vậy thì cả hai option đều chính xác nha. Number six, in my country. I'm sorry, let me highlight both of the two answers. In my country, it can or it is able to get very cold in the winter. Ở đất nước của tôi thì nó có thể là trở nên rất là lạnh vào mùa đông. Vậy thì chúng ta nhìn thấy rằng là mình thấy ở đây đó là hiện tại thì hiện tại, đúng là vậy thì khi mà sử dụng thì hiện tại hay thì quá khứ đơn thì người ta đã hay sử dụng can hoặc could phổ biến hơn, đúng nào. Và ở đây thì nó không chỉ là thể hiện ở hiện tại mà nó còn mang một cái nét nghĩa thứ hai, đó là sometimes can đôi khi là sử dụng thay thế cho cái trạng từ sometimes chỉ tần suất, đó là ở trong đất nước của tôi thì thi thoảng nó có thể trở nên rất là lạnh vào mùa đông. Thì mình nhìn thấy là we can use can to mean sometimes, đúng nào, mà can use to give the permission or to ask for something, đưa ra yêu cầu hoặc là cho phép ai đó. Perfect. Moving on. Question number seven. I was nearly late as the bus didn't come, but luckily I could or I managed to get a taxi. Vậy ở đây chúng ta sẽ chọn từ managed. Vì sao? Bởi vì là tôi đã gần như là muộn bởi vì là cái xe buýt nó không tới, nhưng mà may sao là tôi có thể bắt một cái taxi. Vậy thì ở đây thứ nhất nó là trong quá khứ, đúng không nào? Vậy thì quá khứ thường người ta hay dùng từ could, nhưng thứ hai nó lại muốn nói cho một cái nét nghĩa là talk about a specific occasion, là một cái tình huống rất là cụ thể mà thường thì gọi là rất là hiếm khi gặp, đúng là trừ khi là đen đủi lắm thì nó không có phải là một cái thói quen hay một cái gì đó xảy ra thường xuyên trong quá khứ, chỉ là một cái once in a lifetime occasion, một cái tình huống mà nghìn năm có một thôi. Nó sẽ là manage to get a taxi, và manage ở đây thì nó cũng muốn nhấn mạnh rằng là cái việc mà người ta chật vật khó khăn để mà bắt được một cái taxi, đúng là khi mình muốn nói là you manage to show that something is difficult to achieve. Okay, perfect. Number eight, I hope that I will be able to or I will manage to do some sightseeing when I'm in New York next week on business. But I've got a busy schedule. Tôi thực sự hy vọng rằng là tôi có thể, đúng là đi tham quan một vài nơi khi tôi ở New York vào tuần tới khi mà tôi đi công tác, nhưng mà có vẻ là lịch trình thì rất là bận rộn. Thì khi mà mình muốn nói về tương lai thì mình sẽ dùng được cả hai, đúng là cả be able to và manage to, và mình chia ở tương lai thì mình sẽ chia thành will be able to or will manage to do something. And the last question number nine, she didn't get good enough grades, nào không có đủ điểm tốt to go to her first choice of university, để mọi người vào cái nguyện vọng một, her first choice of university. But she could or she was able to get a place at another one. Nhưng mà cô ấy có thể là tìm được một cái nơi khác, đúng không nào? Tìm được một cái vị trí ở một cái trường đại học khác. Và vậy thì mình muốn nói đến một cái năng lực, đúng là tìm được một cái vị trí khác, thì mình sẽ dùng từ was able to, và nó cũng giống như là từ manage, mình thể hiện một cái specific occasion, là một cái tình huống mà
cụ thể có 102 ở trong quá khứ. So far so good. Và bây giờ mình cho mọi người khoảng 3 giây chúng ta pause video tại đây, chúng ta ôn lại kiến thức phân biệt giữa can, could, manage to và words be able to. Đúng là với bốn cái thì hiện tại, quá khứ, hoàn thành và tương lai, và một số những cái trường hợp gọi là specific occasion, những cái tình huống cụ thể mà ít khi xảy ra, gọi là tai nạn, đúng không nào, một cái tai nạn hoặc một cái sự cố gì đấy nó mới xảy ra một cách hư hữu. 3, 2, 1. Excellent. Let's move on. Chúng ta cùng nhau chuyển tới bài tập số 2. Take the sentence A or B, which best matches the sentence on the right. Vậy thì mình sẽ chọn một trong hai đáp án cho mỗi một cái câu này, A or B, và nối nó với những cái câu ở bên tay phải. Ví dụ, number one, he must be British. Anh ấy chắc hẳn là người Anh, bởi vì anh ấy có một cái hộ chiếu của nước Anh. Nếu là hộ chiếu thì chứng tỏ đấy là người ta là công dân của đất nước đấy. Vậy thì khi mà mình có một cái strong evidence, một cái bằng chứng rõ ràng, thì chắc chắn rằng là nó sẽ phải là must be để thể hiện cái sự certainty, đúng không nào? Thì chính là cái phần nội dung mà mình học ở trong phần số 3, đó là possibility. Possibility thì mình sẽ để thể hiện những cái khả năng hoặc là cái sự phỏng đoán dựa vào những cái bằng chứng, đúng không nào? Khi mà mình có some evidence, information or belief, thì khi mà bằng chứng chắc chắn thì nó sẽ là very likely, thì mình dùng từ must. Còn khi mà bằng chứng nó không chắc chắn, nó không có một cái khả năng nào đó sẽ xảy ra, thì phủ định của từ must chính là can't hoặc là could, đúng nào, là gần như bằng không, không có một cái sự, không một cái khả năng nào, very unlikely. Còn khi mà mình có một chút khả năng khoảng 60 70% 80% thì sẽ là might, may, could, và phủ định sẽ là may not và might not. Được chưa nào? Ok, vậy thì khi nó là 100% thì sẽ là must, và 0% thì sẽ là can't hoặc couldn't. Vậy thì chúng ta sẽ nhìn vào cái phần bài tập này, và nếu như bạn nào muốn có thêm một chút thời gian để chúng ta tự làm rồi mới đến phần check chữ đáp án của mình, thì hãy cứ mạnh dạn pause video tại đây nha. Perfect. Number two, our teacher can be off sick, or our teacher may not be off sick. I just saw him in the corridor talking to a student. Đúng nào? Giáo viên của chúng tôi thì không thể nào mà nghỉ ốm được, bởi vì là tôi vừa mới nhìn thấy thầy ấy ở trên hành lang nói chuyện với một học sinh. Vậy thì đây là một cái bằng chứng cực kỳ đanh thép, đúng nào, nhìn thấy học thầy giáo của mình ở trên hành lang đang nói chuyện với học sinh, thì vậy thì không thể nào là nghỉ ốm mà đang phải ở trường, đúng nào. Thì đấy là một cái điều mà cực kỳ chắc chắn là nó không xảy ra. Vậy thì phủ định của từ must chính là can't be off sick, không thể nào nghỉ ốm được, cái khả năng nghỉ ốm đó là 0%, và thì suy ra nó sẽ là một cái very unlikely. Number 3, it can be cold in day in December, or it must be cold in day in December. I advise you to take some warm clothes just in case. Vậy thì cái keyword của mình ở đây là just in case, tức là gì? Phòng khi, đúng nào? Vậy thì phòng khi mà nó có thể lạnh ở đây vào mùa vào tháng 12, thì tôi khuyên bạn là nên mang theo quần áo ấm. Vậy thì chúng ta thấy rằng là nó chỉ là phòng khi, tức là nó chỉ là possible hoặc là it is probable that it could be cold in day. Nó có thể lạnh thôi, thì nó sẽ là A, đúng nào? Thì can ở đây nó mang, nó đồng với lại nó have the same degree of certainty as might, may, can, could, đúng nào? Nó đều đồng nghĩa là thể hiện một cái khả năng khoảng 70-80%, chứ nó không có absolutely correct, nó không phải là tuyệt đối. Number four, John can't have been working late last night. Đúng rồi, đây là thể hiện một cái sự phủ định này, một cách chắc chắn rằng là John đã không làm việc chăm chỉ tối qua. He wasn't home when I called at 7. Anh ấy không ở nhà khi mà tôi gọi anh ấy lúc 7 giờ tối. Vậy thì số 4 của mình sẽ phải là
B, đúng nào, anh ấy không ở nhà lúc anh ấy 7 giờ tối. Vậy thì phải là phỏng đoán là gì? Có thể là anh ấy đã làm việc rất là muộn đêm qua, đúng nào, nhưng mà nó không có chắc chắn 100% như anh ta đi ăn tối hoặc anh ta đi hẹn hò thì sao, đúng không? Vậy thì nó sẽ là John might have been working late last night. Mình nhìn thấy nó chia thì gì? Quá khứ hoàn thành tiếp diễn, đúng nào, để thể hiện một cái hành động đã đang xảy ra tại một cái thời điểm cụ thể trong quá khứ. Thì bình thường nó sẽ là had been working late at 7 last night, đúng nào? Nhưng ở đây mình chỉ là một cái phỏng đoán thôi, mình không có chắc chắn là có đúng hay không. Vì thế nên mình sẽ thêm cái động từ khuyết thiếu might và sau đó biến đổi had với have. Might have been working late last night. Có lẽ là anh ấy đã đang làm việc đến tận khuya vào đêm qua. Vậy thì nó chỉ là một cái possibility, khoảng 70-80% người ta phỏng đoán, chứ không phải là một cái gì đó nó chắc chắc như đóng đinh, đúng là chắc như đinh đóng cột. Number 5, he can't be a millionaire. He must be a millionaire. Đúng là anh ấy không thể nào là một tỷ phú được, và anh ấy chắc chắn là một tỷ phú. Vậy thì hai cái này nó đối nghĩa 100% nhau luôn, một cái là chắc chắn, một cái là không thể nào. Vậy thì he has shares in the most successful company of all time. Anh ấy có cổ phiếu ở trong một trong số những công ty mà thành công nhất của mọi thời đại. Đúng nào? Vậy thì số 3 là số 5 của mình sẽ phải là B. He must be a millionaire. Anh ấy chắc chắn là một tỷ phú, đúng nào? Bởi vì bằng chứng rất là đanh thép là anh ấy có cổ phiếu ở một trong những cái công ty thành công nhất. Does it make sense? Perfect. Number 6, chúng ta có it depends if I finish my essay before then. Nó phụ thuộc vào xem là tôi có thể hoàn thành cái bài luận của tôi trước đó hay không. Thì cái việc mà tôi có thể hoàn thành được bài luận của mình trước đó hay không thì nó cũng không chắc chắn, đúng không nào? A, I may come to the lecture this afternoon. Tôi có thể là sẽ tới buổi học vào chiều nay, hoặc I must come to the lecture this afternoon, là tôi chắc chắn là tôi sẽ đến. Thì số 6 của mình bắt buộc nó sẽ phải là A, đúng không nào? Bởi vì nó chỉ là một cái khả năng có thể xảy ra, chứ nó không có cái gì chắc chắn cả. I may come to the lecture this afternoon. It depends if I finish my essay before then. Đúng nào? Nó phụ thuộc vào cái khả năng, một là có thể hoàn thành, hay là không hoàn thành. Vậy thì cái việc mà mình đến lớp nó cũng chỉ là maybe 60-70%, it's not so certain. Number 7, not many people pass it. Đúng nào? Không có quá nhiều người đỗ nó. The exam may have been very difficult, or the exam must have been very difficult. Thì đáp án của mình sẽ phải là B. Vì sao? Bởi vì không có quá nhiều người đỗ cái bài thi đấy, vậy thì chắc chắn là cái bài thi nó phải cực kỳ khó. Vậy thì mình thấy một cái bằng chứng đanh thép đó là không nhiều người đỗ, thì mình suy ra rằng là bài thi nó khó. Number 8, John couldn't know how to get there. Or John might not know how to get there. I'm sorry, get here. Thì có một cái clue, một cái gợi ý đó là we will have to give him directions. Là chúng tôi sẽ phải đưa cho anh ấy cái phương hướng, cái đường đi, đúng nào? Bởi vì sao? Bởi vì là John might not know how to get there. Bởi vì John có thể là không biết được cái đường đi để mà đến được đây. Vậy thì khi mà mình dùng từ couldn't know thì chứng tỏ nó là một cái sự phủ định. Nó là từ đối nghĩa của từ must, tức là anh ấy không thể nào mà tới đây được, anh ấy không thể nào mà biết được cái đường tới đây, đúng không? Thì nó không đúng mà mình sẽ sử dụng. Và thứ hai nữa là mình cũng không sử dụng từ could not để thể hiện cái sự phỏng đoán, mà mình sẽ chỉ dùng từ can't, đúng không? Và mình không dùng could not for possibility, thể hiện một cái khả năng. Mình sẽ dùng là might not. Ok? Tức là khi mà mình muốn dùng là couldn't và can't, quay lại lý thuyết nhé. Nếu bạn nào confused, couldn't và can't nó thể hiện một cái sự gì đó mà 100% không thể nào xảy ra, đúng không nào? Còn khi mà mình muốn nói tới một cái gì đấy mà có khả năng xảy ra, thì mình sẽ chỉ sử dụng là may, may not, và could, và phủ, và khẳng định thôi. Hoặc là may not, hoặc là might not khi mà phủ định. Còn
khi mà mình muốn nói là cái gì đó không thể nào xảy ra, đúng nghĩa của must thì mình có thể sử dụng can't và couldn't, nhưng nó sẽ là unlikelihood, một cái điều gì đó không thể xảy ra. Còn possibility thì mình sẽ chỉ có may, might, may not và could. Nè. That make sense? Excellent. So now let me give you about 3 seconds to pause the video and try to review your theories of the modules one before we move on to the next question. And also, please feel free to let me know if you have any questions by commenting down below. 3, 2, 1. Excellent. Moving on. Sounds good. Question number 3. Replace the underlying phrases with a suitable past modal phrase. Vậy thì mình sẽ thay thế những cái từ được gạch chân này đổi về những cái gọi là cụm động từ khuyết thiếu để miêu tả những cái gì trong quá khứ. Thì mình sẽ cùng nhau xem lại một chút. Đó là khi mà mình nói về possibility, một cái sự phỏng đoán, một cái khả năng nào đó, đúng là thì mình sẽ có ở hiện tại, có ở quá khứ và có ở tương lai. Thì ở quá khứ mình sẽ có cấu trúc may not, might not, could, couldn't, must or can't. Sau đó là cộng với have và quá khứ phân từ, hay còn gọi là phân từ hai để nói về một cái khả năng gì đó trong quá khứ, hoặc là một cái phỏng đoán gì đó trong quá khứ. Và mình cũng sẽ sử dụng những cái động từ khuyết thiếu trên nhưng mà cộng với have been verb in để nói về những cái điều gì đó mà nó đã có khả năng xảy ra hoặc là đang tiếp diễn ở một thời điểm cụ thể trong quá khứ. Và mình có 2 cấu trúc, đúng là động từ khuyết thiếu cộng have cộng với lại past participle, hoặc là động từ khuyết thiếu cộng với have been và sau đó là verb in. Okay, so let's have a look at the question. The mummy of a young woman in the 9th century BC lies behind a glass display in the Royal Ontario Museum. Vậy thì mummy là cái ướp xác, đúng là cái xác ướp của ai đó, một người phụ nữ trẻ ở thế kỷ thứ 9 sau công nguyên, nằm ở đằng sau cái tấm kính được trưng bày triển lãm ở Bảo tàng Ontario Hoàng gia. Đúng nào? 2.800 năm trước thì cái người phụ nữ này sống ở cái vùng này đúng nào, với chồng của cô ấy on the east bank of the River Nile, tức là ở bên bờ bờ đông của dòng sông Nile, tức là sống cùng với chồng ở phía bên bờ đông của dòng sông Nile. They were well off, họ rất là giàu có. Although as a double income couple without children, mặc dù là cái cặp đôi này là cặp đôi mà double income, có nghĩa là income là thu nhập, double là đôi, gấp đôi, tức là cái cặp đôi này cả vợ cả chồng đều có thu nhập, đúng là và thu nhập tốt và đằng khác, nhưng mà họ lại không có con, đúng không? Vậy số 1, it is likely they were rather unusual. Nên là nó rất là có khả năng là họ thì thực sự rất là không bình thường, không có giống như những người thường khác. Vậy thì mình sẽ thấy là it is likely they were rather unusual. Và mình nhìn thấy ở đây đó là họ giàu có này. Mặc dù là họ là một cái cặp đôi mà có thu nhập cả từ vợ và chồng và không có con. Vậy thì rõ ràng nó là bất thường so với những cái gia đình ngày xưa. Vì ngày xưa thường là chồng kiếm thu nhập, còn vợ ở nhà và đẻ con, nuôi con, đúng không nào? Vậy thì cái đây là cái bằng chứng rất là đanh thép. Vậy thì suy ra mình đã thay thế bằng they must have been để thể hiện một cái sự phỏng đoán chắc chắn đến 100% là nó đã xảy ra như thế. Và cái người phụ nữ này thì was a musician at the great temple of Amun-Re at nearby Karnak. I'm sorry if I don't pronounce these kind of the names correctly. Đúng nào? Nếu mình không đọc chính xác được, phát âm chính xác những cái tên riêng này thì mọi người hãy cứ please forgive me, tha thứ với mình nha. Thì chúng ta thấy rằng là họ, cái người phụ nữ này là một người nhạc sĩ, đúng nào, biểu diễn ở cái đền lớn ở gần cái vùng Karnak này, và đây cũng là nơi mà chồng của cô ấy là temple doorkeeper, tức là cái người mà canh gác giữ cổng cho cái đền á, như kiểu là người bảo vệ cho cái đền đó. It is possible that their jobs at the temple provided the couple with a small wage and other benefits to supplement their main income from a piece of fertile Nile land on which it is possible that they
grew crops on the barley, sesame and dates. Vậy thì chúng ta thấy rằng là có khả năng, vậy thì it is possible that, tức là gì? Là chỉ là phỏng đoán thôi, nó chỉ khoảng 60-70%, vậy thì nó không phải là chắc chắn, là it is likely that, là chắc chắn 100%. Đúng nào, đây chỉ là một cái sự phỏng đoán rằng là cái công việc của họ ở cái đền này này thì đã cung cấp cho cái cặp đôi này một cái khối lượng tiền nhỏ, đúng nào, và những cái lợi ích khác để mà phụ, nào, giống như kiểu là phụ giúp thêm vào cái thu nhập chính của họ từ cái việc là trồng trọt ở trên cái vùng đất sông Nil rất là màu mỡ này, from a piece of fertile Nil land, đúng không? Tức là cái vùng đất mà rất là giàu có màu mỡ trù phú ở bên dòng sông Nil, mà ở trên cái vùng đất đó thì có lẽ là họ đã trồng, đúng là những cái vụ mùa như là sesame là gì nhỉ? Như là vừng này, đúng không nào? Dates là cái quả trà là, và barley là có lẽ là cái quả này thì cái quả mà là lúa mạch, đúng không nào? Là lúa mạch mà mọi người ít gặp nhất, nhưng mà chúng ta biết được sesame là vừng và dates là quả trà là và barley là lúa mạch. Vì cả hai, số 2 và số 3 đều thể hiện một cái sự phỏng đoán thôi. Vì thế nên là số 2 sẽ phải là their jobs at the temple may, might, or could have provided, đúng nào? Tức là sử dụng những cái động từ khuyết thiếu này thì nó mang cái tính chất là possibility, đúng là it is possible that, phỏng đoán, nó không có chắc chắn 100%, đúng chưa? Và sau đó là cộng với lại have phân từ hai, đó là have provided, đúng nào? Bởi vì nó là một cái sự phỏng đoán cho những cái hành động ở trong quá khứ chứ không phải là hiện tại. Vì quá khứ nó đã xảy ra rồi nên mình sẽ phải lùi thì, đó là have provided. Vậy thì có thể là might, may hoặc là could cộng với have provided, hoặc là on which, đúng là they may, might hoặc là could have grown, đúng là crops of barley, sesame or dates. Bởi vì số 2 và số 3 đều là khả năng. Số 4 nào, we can only guess at what life would have been like. Chúng ta chỉ có thể đoán là cái cuộc sống của cái người phụ nữ này nó đã từng như thế nào, and try to imagine what her problems were, và tưởng tượng ra cái vấn đề của cô ấy trong quá khứ là gì. It is possible she was anxious about her inability to have children. Đúng là có thể là, có lẽ là cô ấy đã rất là lo lắng về cái việc là cô ấy không có khả năng có con. And certainly, và chắc chắn rằng as she approached her 30s, và khi mà cô ấy đến gần tuổi 30, thì chúng ta biết là số 4, it is possible, thì một lần nữa là một cái sự phỏng đoán nhưng không chắc chắn, khoảng 60%. Vì thế nên nó sẽ là she might, may or could have been anxious, đúng không nào? Thể hiện một cái sự phỏng đoán. Một lần nữa mình cũng sử dụng những cái động từ khuyết thiếu thể hiện sự possible như là might, may, could, đúng không nào? May not, might not. Và sau đó là was thì mình lùi một thì trở thành have been. Và số 5 mình sẽ có đó là it is highly likely that. Khi mà thể hiện một cái sự gì đó chắc chắn 100% nó đã xảy ra, đúng không? Highly likely that, mình sẽ chia, mình sẽ sử dụng cái động từ khuyết thiếu must cộng với lại have been, hoặc là must have worried, để thể hiện một cái sự phỏng đoán chắc chắn. Thế số 5 nó sẽ là she must have worried. Looking upon her face, tức là khi mà cô ấy đến gần tuổi 30 thì có, cô ấy chắc chắn là đã rất là lo lắng về sức khỏe của cô ấy. Looking upon her face from so long ago, nó nhìn vào cái khuôn mặt mà từ rất lâu rồi, thì cái khuôn mặt này not unlike that of any other young woman in Egypt today, nó thì nó không giống như là, nó không khác, đúng là unlike là khác, mà nó không khác với khuôn mặt của những cái người phụ nữ khác ở Egypt, là Ai Cập ngày nay. Ties us more personally to history, và gắn kết chúng ta một cách cá nhân hơn với lịch sử. In a way that, theo một cái cách mà it was impossible for her to imagine, đúng nào, theo một cái cách mà nó không thể nào tưởng tượng được, không thể nào mà khiến cô ấy tưởng tượng được. Vậy thì không thể nào thì nó là một cái sự chắc chắn là không xảy ra. Vì thế nên mình sẽ sử dụng cấu trúc phủ định, đó là đối nghĩa của must, đúng nào. Must thì đối nghĩa của nó là couldn't or
can't have imagined. Đúng là thì cô ấy không thể nào mà tưởng tượng ra được là cô ấy has achieved a degree of fame, là có được cái sự nổi tiếng ở trong thế kỷ thứ 21 khi mà xuất hiện ở đằng trước hàng tá báo chí và tạp chí, đúng là dozens là hàng tá báo chí và tạp chí, thì cô ấy sẽ không thể nào mà tưởng tượng được ở cái thời điểm đó, đúng không? Theo cái cách như vậy thì cô ấy không thể nào mà tưởng tượng rằng là cô ấy đạt được một cái sự nổi tiếng ở trong thế kỷ thứ 21 sau nhiều năm như thế. Ok, vậy thì chúng ta học về thứ nhất đó là vẫn là possibility. Khi mà chắc chắn 100% thì là must cộng với have phân thứ hai. Nếu như mà đối nghĩa là 0%, không có cái khả năng xảy ra thì sẽ là couldn't hoặc là cannot cộng have phân thứ hai. Và nếu như nó chỉ là kiểu possibly, có khả năng thôi, không chắc chắn 100% thì sẽ là might, may và could cộng have phân thứ hai. Và phủ định sẽ là may, may not. May, may not. Ok. Sounds good. Và bây giờ mình cho mọi người khoảng 3 giây chúng ta pause video tại đây mà take notes. Và nếu như có câu hỏi gì thì hãy comment xuống dưới cho mình biết trước khi chúng ta chuyển tới bài tập tiếp theo nha. 3, 2, 1. Perfect. Moving on. Let's have a look at the last question. Bây giờ chúng ta đọc một cái bài luận ngắn ngắn thôi và tìm ra 7 cái vị trí mà chúng ta có thể thêm may, can or can't to shorten the verbs. Vậy đây sẽ là một cái cách để mà mình luyện tập cái phần thứ tư mà mình học trong lý thuyết, đó là expressing possibility and opinions in written text. Là trong những cái bài luận của mình thì mình sẽ làm cái ý của mình nó mềm mại hơn, nó dễ đi vào lòng người hơn, thuyết phục hơn, nó khách quan hơn, thì mình nên thêm những cái động từ khuyết thiếu. Và bây giờ mình tìm 7 chỗ mà mình nên thêm. Cái topic, cái câu hỏi đó là children can be adversely affected by the influence of television. Vậy thì những cái đứa trẻ có thể bị ảnh hưởng một cách tiêu cực bởi cái sự ảnh hưởng của TV, đúng nào? To what extent do you agree with this statement and give reasons for your answer? Và tới cái mức độ nào thì mọi người đồng tình với cái quan điểm này, thì đây chính là cái dạng agree or disagree questions, đúng là những câu hỏi về đồng tình hay phản đối. Alright, so let's have a look at the passage. Almost every family has a television these days. Hầu như gia đình nào cũng có một cái TV ngày nay. And many children watch a whole range of programs every day. Và có rất nhiều đứa trẻ thì nó xem rất là nhiều chương trình một ngày. Some people believe that television is harmful to children, saying that it influences behavior in a negative way. Vậy thì ở đây người ta đổi cái từ is harmful thành can be harmful để cho nó trở nên khách quan hơn, và nó cũng giống như kiểu là can be harmful là nó có thể gây hại cho trẻ con, đúng không nào? Thì khi mà mình nói is harmful thì nó có thể là thiếu đi cái dẫn chứng, thiếu đi cái sự lý luận sắc bén, thì mình chỉ muốn nói một cái sự phỏng đoán, đúng không nào? Một cái khả năng đó là nó có thể gây hại cho những đứa trẻ thì nó sẽ nói giảm, nó tránh đi, và nó cũng soften the verbs, đúng nào, làm cho nó mềm mại hơn. Vậy chúng ta sử dụng may, can or can't. Ok, tiếp theo nè. Và saying that, và họ tin rằng, họ nói rằng là một vài người tin rằng là TV thì có hại, và họ cũng nói rằng là it influences behavior, nó ảnh hưởng tới cái hành vi theo một cái cách tiêu cực. Vậy thì nó ảnh hưởng thì chúng ta thấy rằng là mình cũng muốn làm cho nó nhẹ nhàng bớt đi, thì mình sẽ sử dụng cấu trúc đó là can influence or may influence, đúng nào, là nó có thể ảnh hưởng tới hành vi theo một cách tiêu cực. There are a lot of programs on television, có rất là nhiều chương trình ở trên TV that are not educational, mà nó không mang cái tính chất giáo dục, và nó that contain violence and bad language, và nó cũng bao gồm những cái bạo lực, đúng là chúng ta học những cách diễn đạt này nhé để mình áp dụng trong bài luận, và nó cũng chứa những cái bạo lực hay là những cái ngôn ngữ mà bad là tồi, là kiểu ví dụ như kiểu là nói chửi tục chửi thề, đúng nào. However, tuy nhiên watching violence on television encourages violent behavior in children. Và đương nhiên rồi, khi mà mình xem những cái sự bạo lực ở trên TV thì cũng khuyến khích
đúng không nào? Những cái đứa trẻ nó có những cái hành vi bạo lực. Vậy thì khi mà mình dùng cái từ encourages thì mình cũng không chắc chắn rằng là thực sự là bạo lực ở trên TV á, nó có thực sự khuyến khích cái những cái hành vi bạo lực của trẻ con hay không. Thì chúng ta muốn nó mềm mại hơn thì mình sẽ đổi thành can or may để thể hiện một cái sự phỏng đoán, đúng không nào? Thì nó cũng không có phải là chắc chắn 100%. Vì thế nên mình sẽ đổi là can or may encourage violent behavior in children. This is true in cases of children who have already exhibited violent tendencies. Và cái này thì nó đúng, đúng không nào? Khi mà trong những cái trường hợp mà những đứa trẻ nó đã thể hiện, nó đã show ra những cái khuynh hướng bạo lực violence tendency. Và thì ở đây chúng ta thấy rằng là mình không thể nào mà nói được một cái cách chắc chắn là this is true, cái điều này là đúng, đúng không? Thì mình đã làm cho nó nhẹ nhàng đi, mình đã đổi thành this may be true, và cái điều này thì có lẽ là đúng, có thể là đúng trong những cái trường hợp những đứa trẻ nó đã bộc lộ ra những cái khuynh hướng bạo lực. But it isn't true of all children. Nhưng mà nó cũng không đúng với tất cả những đứa trẻ. Vậy thì mình sẽ có thể đổi thành là it can't be true of all children. Nó không thể nào mà đúng với tất cả mọi đứa trẻ. Nào, isn't true mình đổi can't be true để thể hiện một cái gì đó mà không có khả năng xảy ra. Tức là không phải lúc nào nó cũng đúng với mọi đứa trẻ. Otherwise, nếu không thì we would have an epidemic of child crime. Thì nếu không thì chúng ta sẽ có một cái epidemic, là như kiểu là một cái đại dịch, một cái tệ nạn, mà một cái làn sóng mà toàn là tội phạm trẻ em, đúng không nào? Tức là có những đứa trẻ nó xem thì nó bạo lực, còn có những đứa nó không. Đó. Otherwise, nếu không thì chúng ta sẽ có một cái đại dịch về tội, gọi là tội tệ tệ nạn, đúng không? Hay là tội phạm trẻ em. It is also argued that, mà nó cũng được tranh luận rằng bad language on television, những cái ngôn ngữ mà nó rất là tồi, đúng là xấu, không hay ở trên TV cũng khuyến khích trẻ em sử dụng những cái ngôn ngữ đó theo cách tương tự. Vậy thì lại thay vì mình dùng từ encourages thì mình chỉ đưa nó về là may or can encourage, là một cái khả năng, đúng là một cái phỏng đoán rằng là ngôn ngữ mà nó không hay ở trên TV, nó khiếm nhã thì cũng khiến cho trẻ em học theo. Nevertheless, đúng là, nhưng mà tuy nhiên, mặc dù vậy, overall, nhìn một cách rộng ra nói chung thì tôi tin rằng là restricting children's television viewing too many educational programs shown at a time of the day when there is no violence or bad language will overcome any risks of television being a bad influence. Một câu văn rất là dài. Thì tuy nhiên tôi tin rằng cái gì này, giới hạn, đúng là những cái chương trình TV dành cho trẻ em á, mà chỉ xem những cái chương trình mang cái tính chất giáo dục, đúng nào, và những cái chương trình mang tính chất giáo dục này mình lại có một cái mệnh đề quan hệ rút gọn, đó là shown at a time of the day, là chỉ chiếu ở một cái thời điểm cụ thể trong ngày, khi mà không có bất cứ một cái bạo lực hay là những cái ngôn ngữ nó khiếm nhã nào, đúng không nào? Đây, và động từ chính của nó, động từ của cái này, đó là động từ của restricting này, đúng nào, cái việc mà giới hạn trẻ em xem tivi á, thì nó có thể là vượt qua được mọi cái gì, risks, là những cái rủi ro của việc là TV nó trở thành một cái ảnh hưởng xấu. Thì being a bad television, một lần nữa mình lại nhìn thấy mệnh đề quan hệ rút gọn dạng grouping, hay còn gọi là mệnh đề phân tử. Hiện tại đúng là mà mình học ở trên unit number 12, đó là một cái noun phrase, một cụm danh từ bao gồm risks of television, và sau đó là tới cái bad influence, là một cái mệnh đề phân từ, đúng là để bổ sung ý nghĩa cho cái danh từ bricks of television. Vậy thì ở đây nó sẽ sai ở đâu? Nó sẽ sai ở cái từ đó là will overcome, bởi vì sẽ không có một cái sự đảm bảo chắc chắn rằng là nó sẽ vượt qua, hoặc là nó sẽ có thể là chế ngự hay là xử lý được những cái rủi ro của TV mang đến những cái ảnh hưởng tiêu cực. Vậy thì nó không có chắc chắn 100%, thì mình nên đổi với may overcome, nó có thể, có khả năng là sẽ xử lý được những cái rủi ro mà TV mang lại khi mà nó có cái tác động tiêu cực lên trẻ em. Đúng nào? Thì mình học được cái cụm như là viewing too many educational program, đúng nào? Tức là chỉ chiếu những cái thông tin ở những cái chương trình mà nó mang tính chất giáo dục,
Và những cái chương trình này thì shown at a time of the day, tức là trình chiếu một thời gian cụ thể trong ngày. Đó. Vậy thì đấy là cái cách mà mình viết luận, đúng nào? Bài này mình vừa mới sửa được lỗi sai, mình biến đổi những cái động từ mang cái tính chất mà nó rất là chủ quan, nó rất là mạnh mẽ như là is harmful hoặc là encourages, thì mình nên đổi về thành những cái như là động từ khi thiếu cộng với động từ đó để thể hiện khả năng nó không chắc chắn 100%, đúng nào? Và tiếp theo là mình học được thêm một vài những cái ideas trong cái dạng bài, đó là đồng ý hay không đồng ý TV mang ảnh hưởng tiêu cực lên trẻ em. Alright, và đó là toàn bộ thì chúng ta học trong bài học ngày hôm nay, phần 3, grammar exercises. Chúng ta học về chọn đáp án để phân biệt, đúng nào? Những cái possibility hoặc là những cái ability trong hiện tại, trong quá khứ, tương lai, và hoàn thành những cái possibility phỏng đoán chắc chắn, không chắc chắn và không có khả năng xảy ra. Và chúng ta cũng đã hoàn thành những cái phần để mà giúp mình nhận diện ra được là chúng ta chia những cái động từ phỏng đoán ở trong quá khứ và sửa lỗi trong cái phần bài luận này. Ok, again, thank you so much for watching and see you in the next video. Goodbye and have fun.